Cụ thể, thời gian phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán dự kiến từ ngày 6 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 2 năm 2020, tùy theo từng tuyến vận tải hành khách. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, dự báo trong ngày cao điểm có thể đạt gần 130.000 lượt khách. Do đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường thêm nhiều xe khách để phục vụ nhu cầu về quê đón Tết của quý khán giả, cũng như hỗ trợ bến xe khách tại các tỉnh để đưa hành khách trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải sẽ thiết lập đường dây nóng cung cấp cho Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn để phối hợp xử lý thông tin khi có sự cố, trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Bên cạnh đó, các chuyến xe cuối cùng trong ngày cuối năm âm lịch cũng sẽ được tổ chức tại bến xe miền Đông để phục vụ những hành khách cuối cùng. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng 216 chuyến trên một tuyến xe buýt không trợ giá, đồng thời giảm 80.211 chuyến trên 97 tuyến xe buýt có trợ giá và 13 tuyến xe buýt không trợ giá. Đối với bến phà Cát Lái, dự kiến sẽ có 8 phương tiện hoạt động với 280 chuyến, cao điểm khoảng 95.000 hành khách một ngày. Quý khán giả mua gì ở đâu cần liên tục cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán để có kế hoạch di chuyển phù hợp.